Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Game On News, chuyên mục tổng hợp những thông tin nóng hổi đã và đang diễn ra trong tuần qua. Nhưng trước hết, hãy nói về một sự kiện sắp sửa diễn ra ngay trong hôm nay. Đó chính là trận đối đầu Dota 2 giữa Game On và Game Cực Hay. Các bạn khán giả hãy chú ý đón xem trên sóng livestream của cả hai kênh hoặc tham gia vào cộng đồng Discord Game On để có thể cùng bình luận về trận đấu này. Bên cạnh đó, nhãn hiệu The Next Level cũng rất hân hạnh không đồng hành cùng trận đấu này. Tiếc là đây chỉ là trận đấu giải quyết ân oán của hai kênh nên mình không nỡ đi khều tài trợ. Nếu sắp tới mà chúng tôi tổ chức giải đấu thì chắc chắn mấy nhãn hàng là không thoát khỏi được tầm mắt đâu. Nhưng không sao, vì dù không có tài trợ thì mình vẫn sẽ đem tới một phần quà dành cho các bạn. Đó chính là chiếc áo in hình chú khủng long mất mạng vô cùng quen thuộc này của The Next Level, dành cho bạn nào dự đoán được chính xác tỷ số của trận đấu ngày hôm nay và comment sớm nhất ở dưới video này. Đừng quên ghé qua trang web của The Next Level để có thể xem được những mẫu áo mới và đáng yêu nhé, cũng như mã giảm giá Game On để được giảm 20k cho mọi hóa đơn. Ok, dài dòng thế đủ rồi, hãy cùng đến với những thông tin chính của bản tin ngày hôm nay. Có thể nói Tencent là một trong những cái tên hot nhất làng game thế giới trong khoảng 3 năm trở lại đây bằng việc thâu tóm hầu hết nhà sản xuất các tựa game hàng đầu như Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite hay PUBG. Với sức mạnh mà Tencent nắm giữ tại thị trường có hơn 200 triệu game thủ như Hoa Kỳ thì không quá ngạc nhiên khi công ty này đối mặt với các cáo buộc liên quan trong việc thu thập dữ liệu người dùng. Mọi thông tin chi tiết hãy cùng đón xem ngay sau đây. Ok, Game On! Tencent là nhà cung cấp trò chơi điện tử lớn nhất ngành công nghiệp và cũng là một trong những công ty có giá trị tài chính cao nhất thế giới. Các dịch vụ của Tencent không chỉ dừng lại ở trò chơi trực tuyến nhiều người chơi hay mobile games mà nó còn bao gồm mạng xã hội, âm nhạc, cổng thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ internet, hệ thống thanh toán và điện thoại thông minh. Tencent được biết là đang sở hữu toàn bộ cổ phần của Riot Games, công ty đứng đằng sau tựa game Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng và đồng thời cũng là cổ đông chính của Epic Games. Ngoài ra, Tencent còn nắm giữ cổ phần thiểu số tại Activision Blizzard, Ubisoft và Krafton, công ty mẹ của PUBG Corporation. Gần đây, có thông tin cho rằng Tencent đang phải đàm phán với các nhà chức trách Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận tiếp tục sở hữu Riot Games và giữ lại 40% cổ phần của mình tại Epic Games. Sự việc này bắt nguồn từ nửa cuối năm 2020 khi Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ ra lệnh cho gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc thoái vốn tại Hoa Kỳ. Theo như những thông tin từ Ủy ban đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ thì họ đã nhận được một số cáo buộc, đồng thời tiến hành điều tra một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thu thập thông tin người dùng trái phép tại đất Mỹ. Trong số những nhà đầu tư nước ngoài đó, nổi bật nhất chính là Tencent, thông qua hai công ty game là Riot Games và Epic Games. CFIUS nghi ngờ việc Tencent đang cố kiểm soát dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua hai công ty game trên và gây ra rủi ro an ninh cho Mỹ. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện đang nỗ lực đàm phán với các bên liên quan để giữ lại cổ phần trong hai công ty phát triển game đình đám này, ngay cả khi phải rút khỏi các danh mục đầu tư khác. Hiện tại, chi tiết cụ thể và kết quả của những cuộc đàm phán chưa được công khai báo cáo và vẫn có khả năng Tencent sẽ thực sự phải rút cổ phần khỏi Riot và Epic. Trong nỗ lực cứu vãn tình hình, Riot Games cũng đã lên tiếng khẳng định rằng tập đoàn Trung Quốc chỉ đóng vai trò là những người cung cấp vốn, còn việc điều hành cũng như định hướng sản phẩm vẫn phụ thuộc vào đội ngũ lãnh đạo của công ty hiện đang làm việc tại Mỹ. Mặc dù Tencent thường chỉ được biết đến thông qua các khoản đầu tư và mua lại công ty game, nhưng nếu tập đoàn này buộc phải bán phần lớn cổ phần của mình cho các liên doanh khác, thì hẳn sẽ có sự thay đổi khó lường trong ngành công nghiệp game trong tương lai. Việc không còn nắm quyền sở hữu Riot Games và Epic Games đồng nghĩa với việc Tencent mất đi nguồn lợi lớn từ những con gà đẻ trứng vàng như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant hay Fortnite. Và những thông tin về vụ việc này sẽ còn tiếp tục được chúng mình đưa tin trong những bản tin tiếp sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần điểm tin. Cyberpunk 2077 rõ ràng là một trong những tựa game được mong chờ nhất năm 2020. Tuy nhiên, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trò chơi này đã có màn ra mắt không thể tệ hơn, với hàng tá vấn đề khác nhau tồn tại trong game liên quan đến khả năng tương thích trên các nền tảng console và thậm chí là cả PC. Tất nhiên, điều này đã khiến không ít nhà đầu tư tức giận. Nhiều người trong số đó đã đệ đơn kiện tập thể chống lại CD Projekt với cáo buộc vi phạm luật liên bang, quảng bá game sai sự thật dẫn đến thất thoát tài chính. Và các đơn kiện được gửi nhiều đến độ tòa án Hoa Kỳ đã phải gộp chúng thành một vụ kiện lớn. CD Projekt hiện xác nhận rằng 4 vụ kiện chống lại công ty từ tháng 12 và tháng 1 đã được hợp nhất thành một. Tòa án hiện đã chỉ định một nguyên đơn chính và cả 4 vụ kiện sẽ được tiến hành xét xử cùng một lúc. CD Projekt vào đầu năm nay đã cho biết họ sẽ thực hiện các hành động dứt khoát nhằm bảo vệ bản thân trước các cáo buộc trên. Tình trạng hiện tại của Cyberpunk 2077 vẫn không được khả quan hơn là mấy khi các bản cập nhật gần đây vẫn dẫn đến các bug mới cho người chơi PC.
nhằm mang sản phẩm của mình đến với nhiều đối tượng hơn. Sony vừa qua đã tung ra một phiên bản Days Gone cho PC, và trò chơi này ngay lập tức đã trở thành tựa game bán chạy nhất trên nền tảng Steam. Days Gone nổi bật không chỉ bởi từng là một tựa game AAA độc quyền dành cho PS4, mà đây còn là dự án thế giới mở quy mô lớn nhất kể từ Assassin's Creed Valhalla. Trò chơi đáp ứng niềm khao khát trải nghiệm thế giới hậu tận thế với đồ họa vô cùng đẹp mắt. Days Gone hiện đang vượt mặt các siêu phẩm khác như Mass Effect Legendary Edition, Red Dead Redemption 2 và Resident Evil Village. Ngay cả những tựa game có lượng người chơi trực tuyến khổng lồ như Valheim và Grand Theft Auto 5 cũng phải dè chừng. Days Gone PC là một phiên bản nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm. Đáng chú ý nhất là tính năng bỏ giới hạn khung hình, tăng độ sắc nét và phạm vi quan sát phù hợp với các màn hình siêu rộng. Để so sánh, ngay cả bản nâng cấp PS5 cũng chỉ giới hạn ở 60fps và chi tiết ít sắc nét bằng. Được biết, Days Gone là tựa game độc quyền PlayStation thứ 2 ra mắt trên Steam sau Horizon Zero Dawn vào năm ngoái, và Sony dự kiến sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm độc quyền hơn cho nền tảng PC trong tương lai. Kể từ khi phát hành tại Mỹ, lượng máy tiêu thụ của PS5 đã phá kỷ lục thế giới. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc game thủ cứ muốn mua là được. Lượng hàng tồn kho thấp đi, kèm với tình trạng đầu cơ trục lợi cực cao, đang là trở ngại lớn trong chặng đường trở thành người dùng PS5 của nhiều người. Và thật không may, chặng đường trông gai ấy rất có thể sẽ kéo dài sang năm sau. Theo tờ báo Bloomberg, chính Sony đã nhắn nhủ cho các nhà phân tích thị trường rằng hệ máy PS5 sẽ tiếp tục thiếu hụt từ nay cho đến năm 2022. Công ty cũng nói rằng vấn đề về nguồn cung cũng gây khó khăn trong việc lập mục tiêu bán hàng. Cho đến nay, Sony đã bán ra thành công 7,5 triệu máy chơi game PS5 và mục tiêu của họ là bán được 14,8 triệu sản phẩm trong tháng 3 năm sau. Cũng có thông tin cho rằng Sony đang tiến hành thiết kế lại phần cứng PS5 để có thể sản xuất dòng console này dễ dàng hơn và rẻ hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng hiện nay. Tại Việt Nam, PS5 chính hãng có giá bán khoảng 14,5 triệu đồng. Game thủ phải chờ đợi tới thời điểm tháng 3 năm 2021 để đặt mua chiếc console chính hãng được cung cấp bởi Sony. Mặc dù vậy, do số lượng máy được nhập về Việt Nam quá ít, mẫu máy chơi game này đã nhanh chóng cháy hàng chỉ sau khoảng 1 phút mở bán. God of War Ragnarok, sau thành công vượt trội của người tiền nhiệm năm 2018 trên PS4, có thể coi là trò chơi PS5 nhận lấy nhiều kỳ vọng nhất trong năm 2021. Lần đầu được Sony hé lộ trong một sự kiện báo chí năm 2020, God of War Ragnarok thực chất chưa hề có tên chính thức cũng như sở hữu bất kỳ hình ảnh phác thảo nào. Những gì Sony làm tại thời điểm đó chỉ là tuyên bố trò chơi sẽ phát hành vào năm 2021, và 2021 đã trôi qua phân nửa, nhưng thông tin về God of War Ragnarok vẫn sẽ dừng lại ở con số 0, và việc phát hành trò chơi này trong năm nay được dự đoán là không hề khả thi. Theo nhà báo Jason Schreier, God of War Ragnarok đã bị hoãn sản xuất do vấn đề nội bộ trong nhiều tháng nay. Mặc dù thông tin này đã làm không ít người hâm mộ thất vọng, nhưng chúng ta có thể tin rằng đây là tín hiệu tích cực khi đội ngũ sản xuất có nhiều thời gian hơn trong việc hoàn thiện sản phẩm. Ngoài ra, Sony hiện đang có tới 25 tựa game đang phát hành cho hệ máy PS5. Vì vậy, việc thiếu trò chơi độc quyền không phải là vấn đề mà người chơi PS5 sẽ gặp phải trong thời gian tới. God of War Ragnarok, theo dự đoán, sẽ rời lịch phát hành đến năm 2022. Ngược lại đó, Horizon Forbidden West vẫn sẽ đuổi kịp tiến độ và ra mắt trong năm nay. Từ đội hình xuất phát toàn sao cho đến những lùm xùm xoay quanh người đi đường trên Zeros, có thể nói SBTC Esports chính là tâm điểm của giải thi đấu Liên minh Huyền thoại VCS mùa xuân 2021. Và sự chú ý từ cộng đồng mạng cho đội tuyển này vẫn chẳng thuyên giảm khi mới đây một tuyển thủ khác của họ lại tiếp tục dính án phạt cấm thi đấu. Sự việc ra sao, hãy cùng theo dõi. Vào đầu năm nay, trước khi giải đấu Liên minh Huyền thoại quốc nội Việt Nam Championship Series hay VCS diễn ra, Địa 1, một trong những tuyển thủ đường giữa xuất sắc nhất nước ta, đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định rời đội tuyển GAM Esports để đầu quân cho SBTC Esports. Thương vụ trên được coi là một trong những bom tấn chuyển nhượng được trông đợi nhất trước khi mùa giải 2021 chính thức bắt đầu. Địa 1 được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho SBTC và giúp họ có được chức vô địch VCS mùa xuân. Tuy nhiên, sự hụt hơi của Địa 1 xuyên suốt giải đấu đã khiến SBTC dừng chân tại vị trí thứ 5, trong khi những người đồng đội cũ GAM lên ngôi vô địch. Tin không vui lại tiếp tục đến với Lê Địa 1 Phú Quý khi mới đây tuyển thủ này đã chính thức bị ban tổ chức VCS và nhà phát hành Garena cấm thi đấu 1 năm vì hành vi đi đêm với đội tuyển SBTC Esports. Theo nhiều nguồn tin, Địa 1 đã có những giao kèo với SBTC Esports khi còn đang thi đấu trong màu áo của GAM. Ngoài Địa 1, quản lý của SBTC Esports là ông Cao Lê Tuấn Tú cũng sẽ phải nhận án phạt từ VCS vì là người chịu trách nhiệm chính trong thương vụ này. Nhằm đáp trả những cáo buộc trên, anh Phan Tấn Trung, hay còn được fan hâm mộ gọi về cái tên Thầy Giáo Ba, đã khẳng định trên stream của mình rằng Địa 1 không hề có hành vi trái luật. Anh cho biết, thời điểm được cho là đi đêm của Địa 1, SBTC Esports thậm chí còn chưa được thành lập. Ngoài ra, Thầy Giáo Ba tiết lộ, đội tuyển đã thu thập đủ bằng chứng và đã gửi cho Garena để làm sáng tỏ vụ việc này.
Địa một đã là tuyển thủ thứ hai thuộc SBTC bị cấm thi đấu sau trường hợp của Phạm Zeros Minh Lộc vì những phát biểu không đúng mực liên quan đến Covid-19. Hiện tại, đội hình của SBTC chỉ còn Celebrity, Slay và No Way sau khi đã sa thải Zeros, Venus và Jijin. Nếu mất thêm địa một thì cuộc chiến của họ tại VCS mùa hè 2021 sẽ càng trở nên cam go hơn bao giờ hết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số Game On News của ngày hôm nay. Mọi chi tiết thắc mắc hoặc thông tin muốn nhắn nhủ, các bạn có thể comment cho chúng mình ở dưới phần bình luận hoặc inbox trên fanpage của Game On. Như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu các bạn đến với Game On, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.